Thưa quý vị, phiên điều trần sơ bộ đầu tiên xem xét phản ứng và cách xử lý đại dịch COVID-19 của chính phủ Vương quốc Anh đã được bắt đầu, hứa hẹn đưa ra sự thật cho những người đã mất người thân vì đại dịch trong quá trình đất nước phải phong tỏa. Chính phủ của cựu Thủ tướng Boris Johnson đã gặp nhiều chỉ trích khi không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng cho số ca tử vong cao và tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế trên toàn quốc. Lần cuối cùng, chị Amanda Henry nhìn thấy bố mình khỏe mạnh ở trong trại dưỡng lão là thời điểm mà Vương quốc Anh đang trong trạng thái phong tỏa chặt chẽ nhất. 4 tuần sau đó, ông qua đời vì COVID-19. Theo chị Amanda, bố chị lẽ ra không gặp chuyện xấu nếu chính phủ không quyết định dùng các nhà dưỡng lão để thu dung bệnh nhân từ các bệnh viện đang quá tải. Đã có quá nhiều sai sót xảy ra trong cách xử lý đại dịch của nhà chức trách. Họ nói sẽ ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho người cao tuổi. Điều đó không xảy ra. Họ cũng nói sẽ thiết lập vành đai thép xung quanh những người già trong viện dưỡng lão. Điều đó cũng không xảy ra. Cuộc điều tra đầu tiên về phản ứng và cách xử lý đại dịch COVID-19 của chính phủ tiền nhiệm của Vương quốc Anh sẽ xem xét những chi tiết cụ thể như thế, qua đó kết luận liệu nước Anh có hay không được chuẩn bị kỹ càng cho đại dịch. Có một từ để tổng kết về đại dịch đối với nhiều người, đó là mất mát. Mục đích chính của chúng tôi là đưa ra các báo cáo và khuyến nghị nhằm tránh một thảm kịch tấn công các nước thuộc Liên hiệp Anh trong tương lai. Cuộc điều tra hoàn toàn độc lập với chính phủ Vương quốc Anh sẽ đào sâu các quyết sách chính trị của chính phủ trong thời kỳ đại dịch và tác động lên hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các cuộc điều trần sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm 2023 và quá trình điều tra có thể kéo dài vài năm với chi phí ước tính khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Có những tác động khác của việc phong tỏa về kinh tế, xã hội như việc gián đoạn việc học hành của trẻ em hay hoạt động của hệ thống nhà hàng, khách sạn. Những điều này, đáng tiếc lại không được đề cập đến trong các hạng mục của cuộc điều tra này. Mỗi một trái tim vẽ trên bức tường này tượng trưng cho một nạn nhân đã nằm xuống vì COVID-19 tại Anh. Có khoảng 200.000 trái tim như vậy. Và để đưa ra kết luận liệu chính phủ Anh đã làm đúng và đủ để giảm thiểu thiệt hại của đại dịch, Ủy ban điều tra sẽ phải lắng nghe và tổng hợp tới hàng chục nghìn ý kiến khác nhau từ các bên liên quan. Thưa quý vị, ít nhất 36 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra vào ngày 6 tháng 10 tại tỉnh Nông Bua Lam Phu, Đông Bắc Thái Lan. Đại diện cảnh sát Thái Lan cho biết vụ xả súng xảy ra tại một trung tâm chăm sóc trẻ em. Các nạn nhân bao gồm cả trẻ em và giáo viên của trung tâm. Hung thủ được xác định là một cựu cảnh sát 34 tuổi bị sa thải vì năm ngoái vì không vượt qua xét nghiệm ma túy. Nghi phạm đã xông vào nhà trẻ miền Bắc Thái Lan, bắn chết ít nhất 33 người, chủ yếu là trẻ em, sau đó giết vợ con và tự sát. Có khoảng 24 trẻ em từ 2 đến 3 tuổi trong số các nạn nhân và 12 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra một ngày trước khi nghi phạm hầu tòa. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tiếp Tổng thư ký Ban chấp hành của Tổ chức Giải phóng Palestine PLO Hussein al-Sheikh tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về giải pháp hai nhà nước, cũng như là tình hình an ninh hiện nay ở khu vực bờ Tây. Ông Jake Sullivan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các bước giảm leo thang căng thẳng ở bờ Tây bằng cách ngăn ngừa khủng bố và kích động bạo lực. Lưu ý tầm quan trọng của tất cả các bên trong kiềm chế các hành động đơn phương đe dọa sự ổn định. Hai bên cũng đề cập tới lợi ích của Mỹ trong hỗ trợ hòa bình và ổn định, duy trì con đường tiến tới các cuộc đàm phán để thành lập hai nhà nước và thúc đẩy các biện pháp bình đẳng về an ninh, thịnh vượng và tự do cho cả người Israel và Palestine. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ra lệnh xuất thêm dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược trong bối cảnh giá khí đốt đang gia tăng và OPEC cộng thông báo thực hiện đợt cắt giảm sản lượng lớn nhất trong hơn 2 năm qua. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và cố vấn kinh tế Nhà Trắng Brian Deese thông báo Tổng thống Biden sẽ xuất thêm 10 triệu thùng dầu nữa trong tháng này và sẽ tiếp tục chỉ đạo xuất kho dự trữ một cách phù hợp nhằm bảo vệ người tiêu dùng Mỹ và thúc đẩy an ninh năng lượng. Qatar đã mở cửa trở lại Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo sau 18 tháng khẩn trương tu sửa để kịp đón khách tham quan trước thềm World Cup 2022. Và thông tin chi tiết sẽ có trong phần tin vắn quốc tế. Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo tại Qatar được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ gốc Hoa Leo Mingpei, tác giả của công trình bảo tàng Louvre ở Paris. Được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo ở ngoại ô Doha, Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo là công trình đầu tiên trong dự án tổng thể nhằm biến Doha thành một thủ đô văn hóa nổi tiếng thế giới. Qatar đang nỗ lực thúc đẩy các hoạt động văn hóa nhằm thu hút khách du lịch khi mà chỉ còn hơn một tháng nữa, World Cup 2022 sẽ được khai mạc tại đây. Ngày 5 tháng 10, tập đoàn Google đã công bố dịch vụ lưu trữ dữ liệu đám mây đặc biệt cho lục địa châu Phi
và cơ sở phục vụ lưu trữ dữ liệu đám mây này sẽ được đặt tại Nam Phi. Dịch vụ đám mây khu vực mới sẽ giúp người dùng, các nhà phát triển, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục trên khắp châu Phi truyền tải nhiều thông tin và sử dụng nhiều công cụ trực tuyến hơn. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 tới, 180 ga trong thành phố Paris, Pháp sẽ hoàn thành việc số hóa, xóa bỏ toàn bộ vé giao thông công cộng bằng giấy tại các quầy tự động. Đây chỉ là một trong những lý do để ngành giao thông công cộng của Pháp đẩy mạnh tiến trình số hóa vé cho metro và xe buýt. Người dân Pháp hào hứng với dự án hiện đại hóa của ngành giao thông công cộng, nhưng nhóm người lớn tuổi vẫn còn băn khoăn bởi việc dùng thẻ từ hoặc nạp tiền cho thẻ từ điện thoại di động đối với nhóm hành khách lớn tuổi là khá phức tạp. Cùng với xu hướng tự động hóa ngày càng cao trong các ngành sản xuất và dịch vụ trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ, thì một công ty mang tên Miso Robotics tại Nam California đã tạo ra robot chế biến đồ ăn nhanh. Giờ đây thì những món ăn nhanh của Pháp như là khoai tây chiên hay là hành tây chiên đang trở thành những sản phẩm công nghệ cao nhờ những robot này. Miso Robotics, một công ty có trụ sở tại thành phố Pasadena, phía nam bang California, nước Mỹ, đã bắt đầu sử dụng robot Flippy 2 giúp tự động hóa quy trình chiên khoai tây, hành tây và những thực phẩm khác. Cũng giống như trong các nhà máy sản xuất ô tô, các cánh tay robot khổng lồ này được điều khiển bằng camera và trí tuệ nhân tạo. Robot sẽ đưa khoai tây Pháp đông lạnh và những thực phẩm khác ra khỏi tủ đông, cho vào dầu nóng và sau đó chút sản phẩm đã sẵn sàng để phục vụ thực khách vào khay. Flippy 2 có thể nấu cùng một lúc một số món ăn với các công thức khác nhau, qua đó giảm số lượng nhân viên phục vụ, đẩy nhanh việc giao đơn qua cửa sổ cho các tài xế. Các kỹ sư của Miso Robotics có thể trực tiếp theo dõi robot Flippy 2 làm việc trên màn hình lớn, cho phép họ xử lý bất kỳ vấn đề nào phát sinh. Sau khi nhận được đơn, hệ thống nhà hàng sẽ ngay lập tức đưa ra hướng dẫn cho Flippy. Robot sẽ thực hiện lệnh nhanh hơn, chính xác hơn con người. Chúng tôi đã mất 5 năm để phát triển Flippy và mới sản xuất robot này hàng loạt trong thời gian gần đây. Khi Flippy 2 xuất hiện lần đầu tiên, robot này đã lập tức thu hút sự chú ý. Khách hàng tỏ ra thích thú khi nhìn thấy robot. Khi vào cửa hàng lần sau, các khách hàng đã dần quen với Flippy 2 và thậm chí không nhận ra sự có mặt của robot này. Một số chuỗi nhà hàng đã sử dụng robot chiên đồ ăn này, trong đó có Jack in the Box tại San Diego, White Castle tại vùng Trung Tây và Cali Burger ở bờ Tây nước Mỹ. Ngoài ra, còn 3 chuỗi cửa hàng ăn nhanh khác của Mỹ cũng sử dụng Flippy 2, nhưng không muốn quảng cáo rộng rãi do lo ngại việc robot lấy mất công việc của con người là vấn đề nhạy cảm. Một trong những dự án tiếp theo của Miso Robotics sẽ là Sleepy, loại robot có thể phục vụ đồ uống. Robot này sẽ có khả năng nhận đơn của khách, rót đồ uống, đậy nắp và cắm ống hút,